ơi, lại đây mà xem. Đây là nơi mà tớ được đến trong mùa hè này đấy. Đây là đâu hả Chip? Cậu đoán thử xem. Nơi này có cầu vàng, có cáp treo bà nà. À, Đà Nẵng đúng không? Chính xác. Hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm Đà Nẵng. Tớ được biết Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố sạch nhất Việt Nam. Đà Nẵng còn là thành phố của những cây cầu độc đáo nữa đấy. Chính xác. Cứ vào 12 giờ đêm là cầu sông Hàn sẽ từ từ quay sang hai bên để cho tàu thuyền qua lại dễ dàng. Wow, thật là thú vị. Vậy thì tiếc nhường tớ cắm cờ lên thành phố xinh đẹp này nhé. Chip ơi, tớ buồn quá. Sao cậu lại buồn? Bị mẹ cấm chơi game à? Không phải, tại vì hôm qua bài chính tả của tớ bị phê bao nhiêu là lỗi. Chính tả được học từ lớp 1 rồi mà tít. Hích, tại vì có bao nhiêu là quy tắc phải nhớ, làm sao cái đầu nhỏ bé của tớ có thể nhớ hết. Vậy thì sao chúng ta không cầu cứu cô giáo nhỉ? Được thế thì còn gì bằng. Xin chào cả lớp. Cô ơi, các quy tắc chính tả khó nhớ quá ạ. Đúng thế ạ, à, cô có thể giảng lại cho bọn em được không ạ? À? Tất nhiên rồi, vậy bây giờ cô trò mình cùng tìm hiểu nhé. Vâng ạ. Đầu tiên, chúng ta sẽ ôn lại quy tắc viết hoa. Các em hãy nhìn lên bảng, ở đây cô có một số từ viết chưa đúng. Tít, hãy sửa lại cho cô hai từ đầu, còn Chip, sửa cho cô hai từ cuối. Chúng em xong rồi ạ. Hai bạn đều làm đúng rồi. Tất cả các địa danh đều phải viết hoa chữ cái đầu đúng không ạ? Đúng rồi, các em hãy ghi nhớ quy tắc sau. Đối với tên riêng thuần Việt, viết hoa chữ cái đầu của mỗi âm tiết. Ví dụ như Việt Nam, Hồ Chí Minh, Quảng Nam. Đối với tên riêng nước ngoài, viết hoa chữ cái đầu và có gạch chân giữa các âm tiết. Ví dụ Singapore, Campuchia. Vậy còn tên các giải thưởng thì mình sẽ phải viết hoa như thế nào ạ? Đối với tên cơ quan tổ chức và tên huy hiệu giải thưởng, viết hoa chữ cái đầu của âm tiết đầu tạo nên tên riêng. Ví dụ, tên tổ chức, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tên giải thưởng, Huân chương Lao động. Nếu là tổ chức nước ngoài thì chúng ta phải viết hoa thế nào ạ? Đối với tên tổ chức nước ngoài, quy tắc tương tự viết hoa tên riêng nước ngoài. Ví dụ, Viện Khoa học Moscow. Chúng em cảm ơn cô. Chúng em đã nhớ rõ quy tắc viết hoa rồi ạ. Vậy thì bây giờ chúng mình cùng chuyển sang phần 2, phân biệt cách viết các âm đầu. Cô thấy rất nhiều bạn nhỏ gặp khó khăn khi viết chính tả, đặc biệt là các âm cơ, gơ, ngơ. Tít và Chip có thấy thế không? Uầy, quá đúng luôn cô ạ. Nhiều bạn còn bị ngọng nữa cơ. Vậy thì bây giờ cô sẽ mở ra một bí kíp siêu dễ nhớ. Các em chú ý. K, G kép, ngờ kép luôn đứng trước I, E, E. C, G, ng sẽ đứng trước các chữ còn lại. Wow, đúng là một bí kíp hay. Các bạn hãy nhớ nhé. Này, hôm nay chúng ta chơi trò gì ấy nhỉ? Xin chào mừng Chip và các bạn đến với trò chơi Ai nhanh ai đúng. Trò này chơi thế nào? Chúng ta sẽ thi kể tên các con vật, bắt đầu bằng âm cờ. Chúng mình chơi thử cho các bạn nhỏ xem nhé. Được thôi, bắt đầu. Tớ trước. Cá. Cua. Cú. Cóc. Cò. Đúng rồi, các bạn nhỏ ơi, các bạn đã hiểu cách chơi chưa? Chúng mình có thể gọi thêm nhiều bạn để chơi cùng nhau và thay đổi chủ đề tùy ý. Còn bây giờ, chúng tớ xin nói lời tạm biệt với các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các bạn ở chủ đề sau.